Hello cả nhà, hôm nay em mua được một ít mực trứng nè cả nhà. Ngon chưa cả nhà ơi, em mới làm sạch sẽ rồi đó. Em mắt con mắt nó ra sạch sẽ rồi. Bây giờ em sẽ tiến hành đi đi làm sạch rau củ. Con mực núng nính luôn cả nhà ơi. Đó, quá trời luôn. Nguyên liệu gồm có đây cả nhà ơi. Hành tây, một củ hành tây. Chua nè, dưa cải chua nè. Một quả cà chua, một củ hành tây, sẽ cho dầu ăn vào, dừa dừa thôi, đừng có nhiều quá, và hành phi vào nha. Mình luộc sơ cái mực nha cả nhà, thì em bỏ một lát gừng và là một xíu hành lá vô để cho nó thơm. Đây mực mình luộc sơ như thế này là được rồi nha cả nhà. Bây giờ mình xào mực, mình xào cho nó thơm, xong bắt đầu mình sẽ bỏ mấy cái cải chua và cà chua vào mình xào nha cả nhà. Mình một muỗng hạt nêm và một xíu đường. Mực thì nó cũng mặn rồi đó các nhà, mình sẽ thêm một xíu nước mắm thôi. Rồi mực mình nó săn, nó bị chảy nước. Bây giờ mực nó chín rồi, cái nhà mình sẽ bỏ xíu tiêu rồi cho nó thơm. Rồi mình sẽ tắt bếp nha các nhà. Món mực của mình đã xào xong rồi đây cả nhà ơi, cả nhà nhìn có hấp dẫn không? Cuối cùng là mình bỏ xem tí tỏi phi á cả nhà. Đó, ngon quá cả nhà ha. Cả nhà nhớ làm theo cái món này ăn với cơm là hết sảy luôn. Bên đây mình đang kho nồi gà, kho gừng để cho ông nhỏ con mình nó ăn đó cả nhà. Món này dễ ăn. Hello cả nhà, thì hồi nãy em cũng đã xào mực xong rồi, bây giờ em sẽ ăn nha cả nhà. Em xin mời cả nhà cùng ăn cơm với em, ăn cho nó qua ngày cả nhà ơi. Đây, em sẽ để mực ở đây, em sẽ ngồi xuống đây xíu. Cả nhà cùng thưởng thức với em ha. Cải chua mình dễ, mấy hôm mà nó chua dữ cả nhà. Hồi nãy mình có kho một ít gà, kho gừng sẽ ăn kèm. Ngon nhỉ. Hành tây sống. Mực cái nha, giòn cái này mình cho mấy cái nước tương mà có mình cho ớt cho cái nhà hết sảy luôn. Mình up mấy cái clip mà đi ăn lẩu kho bắp nữa nha. Thật ra là có nhiều người á, người ta là chưa có đến ăn luôn á cả nhà. Người ta chỉ có nghe là người này chê, người kia nói là người ta không tới, hoặc là người ta cũng phán xét theo giống như là mình đến trực tiếp vậy đó. Thà mình đến trực tiếp mình ăn không ngon thì ông mình góp ý để cái lần người ta sửa đổi đúng cả nhà. Đó. Còn không có hù theo cái gì hết trơn á. Còn nhà mình thì thật ra là cũng ăn uống cũng dễ, rồi đi ra khoa thì nó cũng gần, rồi một phần là cũng muốn ủng hộ nữa. Thế mà người cứ chơi tới chơi lui, nhưng mà nhà mình ăn thì nó cũng là hợp với khẩu vị của nhà mình, rồi nó cũng vừa túi tiền thì nên nhà mình cứ đi thôi, chứ cũng không có cái gì là quá xa xôi, xa xỉ đó.
mình đi ăn lúc nào cũng mấy cái tâm thế là vui vẻ á nhờ, ăn no đi về ngủ thôi, nó suy nghĩ gì hết. Gà ngon quá. Thường thường á mà xào giống vậy cái nhỉ, mình xào mực ống á nó sẽ ngon hơn, nhưng mà nhà mình có dưa chua cái mình lấy mực, nhà mực chín mình xào luôn. Có những người á ở xa cái nhà nhưng mà fan của Khoa thì một phần mình ăn rồi mình cũng quay cho cả nhà cùng cùng biết luôn, cùng xem, cùng ăn với gia đình mình cũng có vui. Ngon quá. Ăn một chén cơm cả nhà, một bữa là mình ăn một chén cơm, một chén nhỏ thôi, đến tới đây thôi. Nhưng mà ăn đồ ăn bên mình giờ là 8:30 tối đó nha, mình nấu cái này đó hơi trễ thì hồi nãy mình làm cho khách xong á, vừa làm vừa quay luôn. Hành tây giòn ngọt, cải chua, mực kỳ giòn. Ăn vui vẻ. Mình tay nữa. Cao quá. Mình ăn xong bữa cơm của mình rồi, mình cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình. Cả nhà nhớ cho mình xin một like, một subscribe để cho mình ra thêm nhiều video clip mới để cả nhà cùng xem và cùng thưởng thức với gia đình mình ha. Nếu có gì mới thì mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem. Bye bye.
Mình đã ăn xong cơm rồi. Mình cảm ơn cả nhà đã xem hết cái video của mình. Nhà nhớ cho mình xin một like, một share, một đăng ký kênh để cho mình ra thêm nhiều video mới. Cái đó. Ngay rồi. Mình cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình. Cả nhà nhớ cho mình một like, một đăng ký để cho mình ra thêm nhiều video mới, để cả nhà cùng với mình thưởng thức những món ăn ngon hàng ngày. Và có những điều thú vị gì thì mình cũng chia sẻ với cả nhà nha. Bye bye.